Dạ em sẽ đi chợ. À em có chuyện xíu keo nữa. Em sẽ đi mua một cái keo. Đi chợ mua xà bông giặt đồ. Mua nước xả đồ. Mua nước gạch đồ. Mua nước mắm. Mua nước ướp. Mua mì tôm về để dành ăn. Mua hộp cơm nữa. Mua hộp cơm về ăn với mình với nước cơm. Giờ ăn cơm mọi người ơi. Ăn cơm với cơm này cơm chiên á ta. Ừ, cơm chiên với đùi gà. Ăn trắng miệng chôm chôm. Hôm bữa về Bình Phước mẹ có cho bạch chôm chôm đem lên ăn. Thank you.
tình hình bất ổn. Nó đem lại là nó có uống gì đâu trời. Nó đem lại để không lại có uống gì đâu. Hôm qua em thấy chị có đăng trên Zalo hình như còn cái này đúng không? Cái này nè, ủa cái này có người đặt rồi hả? Không có đâu. Chưa hả? Ờ. 2 4 2 6 hũ. Đậu hũ cô Văn. Thôi là sao vậy chị?